Lê Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay chúng ta hãy sẵn sàng tinh thần của mình cùng với chiếc bụng thật là đói để có thể thưởng thức những món ăn ngon đến từ tình cảm của các fan hâm mộ dành cho những nghệ sĩ thần tượng. Và nghệ sĩ khách mời đặc biệt ngày hôm nay cũng rất là đáng yêu, dễ thương, gần gũi với quý vị khán giả xem đài, đó chính là diễn viên Ngọc Trinh. Em chào chị. Chào cả nhà. Dạ, em mời chị. Rồi, chào bạn. Trời ơi, lúc nào cũng rạng rỡ xinh tươi hết hà. Tại vì nãy á, đứng ở đây bạn nói dễ thương cho nên ra phải dễ thương theo ý bạn á. Dạ, chị Trinh nè, chị đã ăn gì chưa? Chưa. Những món ăn nào khiến cho chị cảm thấy mà thật là vui miệng mà cảm thấy yêu đời nhất? Những cái món nào không có trả tiền là chị vui miệng. Bữa nay đây, bữa nay chắc chắn rồi đó. Thì đó, cho nên là hôm nay là được mời vô chương trình là chị đã thấy vui rồi. Em mời chị về phòng khách. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ, em mời chị ạ. Mời bạn. Dạ, chị thấy nhà em được không chị? Nhà em đẹp á. Bữa nay á là rất là nhiều tình cảm. Bên cạnh những câu chuyện về ẩm thực thì tụi em cũng mong muốn là tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống hàng ngày, về cái công việc nội trợ của chị Trinh nữa. Thì những bữa cơm trong nhà á là chị lo hết đúng không ạ? Thì tất nhiên rồi, phụ nữ mà. Nhưng mà chị Trinh thì không như bạn kỳ vọng đâu. Thí dụ như là chị Trinh chỉ thích nấu ăn những cái món mà chị Trinh thích á, thì dạ, tự tìm tòi trên mạng rồi đó. Dạ, mình tự phục vụ cho mình thôi. Chứ còn nếu như mà cầu kỳ như là kỳ vọng của bạn thì chị Trinh sợ là làm bạn thất vọng. Nhưng mà còn tất cả thành viên trong nhà mình thì sao ạ? Nói nào ngay, gia đình cũng là thuộc loại hộ neo đơn. Dạ. Gia đình một thành viên nên mình chỉ lo cho mình thôi. Cho nên đúng rồi, là thích ăn cái gì là cái tự đi ra chợ rồi cái lên mạng coi rồi tự học và tự nấu. Ồ vậy là có ít khi có ai nấu cho chị ăn lắm đúng không? Tất nhiên rồi, bởi vì hôm nay là đến chương trình này là cảm thấy là quá phù hợp rồi đúng không? Nào dạ, giờ mình nấu mình ăn, giờ người ta nấu mình thích. Dạ, rồi bây giờ xin mời quý khách, chúng ta sẽ ghi đơn đặt hàng ra hai tờ giấy này. Đây ạ. Chị không cho ai thấy hen. Đó. Giờ bữa nay chị muốn ăn hai món nào chị ghi vô mỗi món một tờ cho em. Ủa có hai tờ hả? Ủa chị muốn ăn nhiều hả? Đúng rồi, chị tính chị ăn 10 món á mà sao. Vậy có... để 4 số còn lại em mời chị sao nghe. Ừ vậy nha, em hứa rồi. Mỗi tập là 2 món dạ. Rồi ok. Hy vọng là ngày hôm nay nhà em đã chuẩn bị sẵn sàng những nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính nó phù hợp với khẩu vị và yêu cầu của chị Ngọc Trinh. Cảm ơn chị ạ. Rồi chị. Xong ạ. Úp đơn đặt hàng xuống hen. Và bây giờ sẽ là phần xuất hiện của các fan hâm mộ ngày hôm nay, sẽ là hai bạn trai đáng yêu đẹp trai cỡ em trở lên. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay, đó chính là Võ Huy và Phúc Tài. Đây, chào hai bạn. Thấy chưa? Chỗ em đứng lên cái là cao không bằng liền. Rồi mời hai bạn ngồi. Chào hai bạn. Rồi hai bạn giới thiệu đôi nét về mình để chị Trinh hiểu rõ đi ạ. Mời em. Em là Tống Phúc Tài. Hiện tại em là người mẫu tự do và hiện đang theo học diễn viên tại sân khấu kịch Hồng Vân. Ồ, giỏi, người mẫu, diễn viên, rồi đệ tử cô Hồng Vân nữa đó. Cô Hồng Vân với chị Ngọc Trinh thì quá quen thuộc với nhau rồi. Thì đó, bữa nay gặp tiền bối nè, muốn thể hiện tình cảm gì không? Mình theo dõi chị Trinh ra sao? Có sự ngưỡng mộ dành cho chị Trinh như thế nào? Dạ, chị Trinh là em có coi phim xưa, phim truyền hình, em có hâm mộ với gặp chị Trinh. Đây là lần đầu tiên em gặp chị Trinh ở ngoài. Cảm ơn bạn. Rồi, mời em. Em chào anh Hoàng, em chào chị Trinh. Em là tên là Võ Huy và em hiện đang học tại trường đại học giao thông vận tải và hiện em cũng là người mẫu tự do. Dạ. Trời, giao thông vận tải chuyên ngành nào bạn? Dạ em học xây dựng công trình. Trời, xây dựng công trình luôn mà cao vậy đó. Ở nhà thì em cũng hay nấu ăn cho mẹ em với lại em trai em ăn á, nên là giỏi chưa. Tất nhiên là không phải những cái món sơ hải vị, nhưng mà những cái món gần gũi như kiểu mình hay ăn thì em sẽ nấu được. Cơm gia đình thế à? Đúng được ha. Huy biết nấu cơm gia đình, còn Tài thì sao nè? Còn em thì ngoài đó thì em đi tập gym á, em thì em thích về nấu hơn. Em mua gà, mua ức hay là mua rau gì đó mình tự luộc, tự tay làm nấu thì nó sẽ sạch sẽ hơn bên ngoài nhiều. Ồ giỏi quá, hai bạn tự lập lắm á chị. Cảm ơn bây bạn. Giờ á là sẽ là ba cái từ khóa nó ẩn chứa đằng sau ba ô số bí ẩn. Nhiệm vụ của hai bạn giành lấy quyền ưu tiên để lật ô số, sau đó mình có được cái quyền lựa chọn món ăn mà ngày hôm nay chị Trinh đã đặt hàng. Rồi xin mời hai bạn cầm bảng hen. Bây giờ sẽ là câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, bánh khô là đặc sản của tỉnh nào? Mình có ba cái sự lựa chọn. Dạ, dạ. A Đà Nẵng, B Quảng Nam và C Huế. Đó, nó cũng khu vực miền Trung đó đó. A Đà bánh Nẵng khô. B Quảng Nam, chọn C đi. Huế. Chọn đi. Chọn đi em, không đúng là sai thôi. Rồi 3 2 1 xin mời đáp án. Bạn Tài thì dạ, chọn là Huế. Huế dạ. Còn bạn Huy thì chọn là Đà Nẵng. Đáp án chính xác, bánh khô là đặc sản của Đà Nẵng.
Yeah. Biết mà, biết mà. Sao em đoán được bánh khô là đặc sản Đà Nẵng? Tại vì Đà Nẵng là một cái thành phố lớn ấy, thì em nghĩ là những cái món đặc sản của họ nó sẽ đến được nhiều người hơn, đa dạng hơn, đúng không? Đúng rồi. Chúc mừng bạn Huy nha. Như vậy là chúng ta đã biết là món bánh khô là đặc sản của Đà Nẵng. Bánh khô là một trong ba đặc sản đặc trưng của thành phố Đà Nẵng, được làm từ bột gạo pha trộn lẫn với dung dịch đường kính trắng, được làm thành từng miếng vuông nhỏ gói trong hộp. Trong quá trình làm bánh, người ta phân bánh thành hai loại như sau: bánh được tắm bằng nếp rang gọi là bánh khô nổ, còn bánh tắm bằng mè được gọi là bánh khô mè. Khi bẻ đôi chiếc bánh, chúng ta thấy được một đường kéo thanh sợi tơ vàng mảnh. Bánh thường có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Món bánh này được hai lần xếp vào top 10 những đặc sản làm quà tặng nổi tiếng tại Việt Nam. Chúc mừng bạn Huy. Vì vậy, 1, 2, 3, bạn chọn lật ô mấy? Em sẽ chọn số may mắn của em là số 3. Số 3 ha, số may mắn ha. Rồi, xin mời số 3. Không ghen. Ví dụ như vậy nè, người ta nói là phụ nữ mà thích ăn cay, đúng không? Càng ăn cay là càng ghen. Nhưng mà chị không thích ăn cay bởi chị không ghen đó. Hợp lý quá ta, rất là liên quan. Okay, nghe tưởng chừng vô lý nhưng nó cực kỳ thuyết phục. Nhớ đặc điểm đó nha, lát mình đừng có nêm nếm cay quá nhiều nha, không vừa miệng. Chuẩn bị, bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Món ăn nào sau đây được xem là một trong những đặc sản thu hút khách du lịch ở Hà Nội? A. Chả cá Lã Vọng. B. Bánh canh chả cá. Bạn Huy đã có, bạn Tài xong luôn. 3, 2, 1, xin mời. Cả hai cùng chọn A, đó chính là chả cá Lã Vọng. Một câu rất là dễ. Chúc mừng hai bạn, chính xác. Chả cá Lã Vọng, nghe xong là mình biết liền. Bởi vì món chả cá Lã Vọng là sự kết hợp hoàn hảo giữa các gia vị đặc trưng của Việt Nam như là nghệ, thì là, mắm tôm, nước mắm, tất cả hòa quyện lại thành món ăn có 102, vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Chả cá Lã Vọng luôn nằm trong danh sách những món ăn không thể bỏ qua của du khách nước ngoài khi đến Hà Nội. Với câu hỏi này cả hai bạn cùng trả lời đúng nên quyền lật ô số sẽ thuộc về chị Ngọc Trinh. Vậy hả? Vậy thì chị sẽ lật số 2. Số 2. Dạ. Xin mời ô số 2. Vị cay mà ghét. Ủa ngộ. Hình như nó liên tiếp từ cái xương mà nổi đầu. Nó có dính liêu với nhau. Tại sao chị ghét cay vậy? Thì là bị lừa đó. Ai lừa chị? Nhỏ bạn thân. À. Là chị có một cái nhóm bạn mà coi như là ăn uống là hợp khẩu vị với nhau lắm. Nhưng mà chỉ có một cái là chị ăn cay không có được. Cho nên là các bạn cũng hiểu. Và một hôm là cứ cô bạn đó nói là hôm nay là mời chị đi ăn một cái món đó. Mà chị mới nói không, cái món đó thường thường là rất cay, không có ăn được. Cái bạn nói không, hôm nay cái chỗ này bắn là không có cay. Không lẽ giờ bà không tin tôi hả, đúng không? Nghĩ sao vậy, tôi mua cho bà ăn, yên tâm không có cay. Thì đến khi mà bắt đầu nó đem nó ra, thấy cũng được quá ha. Rồi cái lúc mà đói bụng thì cũng hơi háo ăn hết các bạn. Xúc, người ta xúc vừa vừa thôi, xúc cái bụp như nè, bỏ vô một cái. Thử liền. Đơ liền. Đơ luôn. Rồi xong xuôi, xong đó thì nhìn nó đắm đuối. Sau đó quyết định là giận một tháng. Rồi, tình chị em chắc có bền lâu. Đúng không? Tất nhiên không? Tự nhiên phát hiện bạn thân mà tự ngay ngay con nhỏ đó nó lừa mình. Giờ mới phát hiện là thân ai nấy lo. Cho nên đó, chị cay mà ghét, ghét một tháng. Rồi, cảm ơn chị Trinh đã chia sẻ một câu chuyện rất là thú vị. Như vậy là huy hiệu Thuần Bế vẫn chưa xuất hiện. Đồng nghĩa việc chắc chắn 100% sẽ xuất hiện tại ô số 1. Bây giờ sẽ là thử thách cuối dành cho hai bạn cố gắng giành chiến thắng ở phần này. Vừa được quyền lựa chọn món ăn sở trường của mình trong hai món ăn mà chị Trinh đã đặt hàng. Bên cạnh đó còn có rất nhiều đặc quyền khác nữa. Và bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là thử thách cuối của vòng đầu tiên. Hy vọng là các bạn sẽ giành lấy huy hiệu Thần Bếp cũng như là rất nhiều đặc quyền khác nữa đến từ chương trình. Đó chính là thử thách chúng ta sẽ cưỡi thú nhún. Wow, những con thú nhún thật là hợp với chiều cao của hai chàng trai. Chúng ta đầu tiên sẽ là dùng lực hơi của mình để thổi căng trái bóng và không được chạm tay vào ly. Dùng bóng để có thể căng cái độ căng vừa phải, định nhất cái ly lên. Sau đó giữ luồng hơi đó và lập tức ngồi lên thú nhún, di chuyển cái chiếc ly đó đến cái mục tiêu và thả ly xuống. Ai hoàn thành được 3 chiếc ly dựng thẳng đứng ở mục tiêu là mình sẽ giành lấy quyền ưu tiên. Chị Trinh, chị đếm đi. Nào, bắt đầu ạ. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nha. Rồi, bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, thổi nè, thổi nè, đúng rồi, hay đó. Đúng tư thế, đúng động tác rồi. Nhưng mà quan trọng bây giờ tốc độ thôi. Đúng, ngon, ngon. Trời ơi, ông Nguyên, ông Nguyên tức chạy luôn nè. Trời ơi, nhúng kìa, nhúng kìa. Rồi, đúng ghê rồi. Thiệt. Mình lên ghê hay là... Rồi, 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 đi dây bình thường đi. Nhanh. Ủa, ly của Huy đâu? Ủa, tiện cái ly rồi. Đáng ly của anh Huy ơi. Hay quá, đó. Nhảy nhảy cẩn thận nha, hay quá Huy ơi. Rất là nhanh, thiệt á, chân hai bạn dài quá mà. Bước 3-4 bước là coi như là xong.
Ê, cái này không phải là thu nhúng em ơi. Cái này là phóng, phải không? Cứ bạn cái chân dài quá cho nên phóng qua luôn rồi. Hay quá rồi. Tốc độ hai bạn tương đương với nhau, nhưng mà xét theo cái mặt thành tích nha, thì bạn Huy là lỡ làm rớt cái ly đầu tiên, chị Trinh có hỗ trợ để cầm cái ly lên. Bạn Tài á thì hoàn thành trọn vẹn ba cái ly, nên đặc quyền ngày hôm nay và huy hiệu thần bếp đã thuộc về bạn Tài. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là trò chơi nhúng thú cũng đã kết thúc, nhưng mà thú nhúng nữa. Thì bây giờ sẽ là bí ẩn đằng sau ô số 1. Xin mời. 30 phút một lần. Đơn giản là sao chị Trinh rất là sợ là bột ngọt. Có một lần á là mà buổi sáng á, nếu mà chị Trinh ăn sáng ở nhà thì không sao, nhưng mà có cái trường học á là khi chị Trinh đi dạy học á, mà chỉ cần đến cái chỗ đó mà ăn đúng cái quán ngay trước cửa trường của chị Trinh á, thì làm như là bị say bột ngọt. Có lẽ là do cái người nấu người ta bỏ nhiều quá đó. Thì á, ăn vô xong là giống như mình phê vậy nè. Đó, dạ. Cứ đi vòng vòng vậy đó. Mà thường thường là thấy là hình như là phê cũng khoảng tầm tầm là cỡ 30 phút. Như vậy là bị say bột ngọt. Thế bị dị ứng bột ngọt. Đúng rồi. Không ăn cay cũng như là bị say bột ngọt. Nên chúng ta nhớ cái đặc điểm đó. Như vậy với những chia sẻ vừa rồi của chị Ngọc Trinh, thì chúng ta đã thấy được rằng với huy hiệu thần bếp này, bây giờ thì sẽ là đặc quyền đầu tiên dành cho Phúc Tài. Em đang dẫn trước nên em có quyền chọn một trong hai món ăn mà chị Ngọc Trinh đã đặt hàng trước. Một bên là bún bò, còn một bên là hủ tiếu. Em chọn hủ tiếu ạ. Em tự tin với món hủ tiếu, em nấu hủ tiếu bao giờ chưa? Dạ đúng rồi, hủ tiếu Nam Giang. Hủ tiếu bình thường cũng ăn nha. Như vậy là em tự tin hơn với món này. Chúc mừng bạn Tài. Đây, như vậy là chắc chắn là bạn Huy sẽ phải nấu bún bò rồi. Có bao giờ em nấu bún bò cho cả nhà ăn chưa Huy? Thực ra thì chưa, nhưng hôm nay em sẽ thử. Ráng nha. Tiếp theo sẽ là đặc quyền của bạn Tài là chọn khu vực bếp mình sẽ hoạt động. Bên đây bên trái, bên kia bên phải. Bạn chọn bên trái bên phải. Dạ em sẽ chọn bên bên trái bên đây ạ. Dạ bên trái bên đây. Dạ dạ. Bếp bên phải sẽ là của bạn nha. Cố gắng nha Huy nha. Và bây giờ xin mời chị Ngọc Trinh và hai bạn trai sẽ di chuyển về khu vực bếp và chúng ta sẽ quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Xin chào đón quý vị đang quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ chúng tôi đã vào bếp rồi. Hãy sẵn sàng với phần chế biến của hai trai đẹp ngày hôm nay để giúp cho chị Ngọc Trinh cảm thấy hài lòng với hai món ăn. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy được cái địa hình cụ thể tại hai khu vực bếp bên trái và bên phải. Và với phần ưu tiên của mình thì rõ ràng là bạn Tài, bạn rất may mắn có được cái ghế này ha, êm ha. Mình vừa nấu ăn mình vừa ngồi, nhưng quan trọng chân bạn không được chạm đất. Muốn di chuyển lấy đi đâu á là phải lấy lực của tay ha. Mình đẩy từ cái bếp này mình văng con kia. Còn nếu mà chưa tới ha, cái mình ỉn á. Còn bạn này thì sao? Đó, người ta không được chọn, đâm ra chỉ có một cái đá banh yoga này thôi. Không sao hết, trai đẹp của em 1m85 lận, ngồi xuống đi em. Đó, ngồi xuống. Rồi hãy luôn. Đó, hên á, chứ gặp Hiếu Hiền là mất tiêu rồi. Rồi bạn cố gắng ha, bạn được quyền chạm chân xuống đất. Nhưng mà muốn di chuyển đi đâu á, mình phải nhúng ha, mình nhúng tới cái chỗ đó. Mà vòng 3 của mình phải luôn luôn ngồi trên cái banh nha. Dạ ok. Bên cạnh đó là chị Trinh thấy không, ở trên chỗ nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính của các bạn ấy á, đều có những tờ giấy màu nhỏ nhỏ. Bên trong đó chứa đựng rất nhiều thử thách dành cho chị, để giúp cho người chơi có được quyền sử dụng những món đó, thí dụ là bún hay là thịt gì đấy, thì bắt buộc là chị phải vượt qua những thử thách được ghi trên giấy. Nó đơn giản, nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng. Sao quăng mang vậy? Rồi, chị. Thôi làm luôn đi ha, để cho ăn trở lẹ. Xin mời chị Trinh sẽ về phòng khách. Xin mời hai bạn đeo bao tay vào, vào vị trí. Rồi ngồi lên banh đi em, ngồi lên ghế đi em. Bắt đầu lên Hoàng ơi. Ok bắt đầu đi em. Ừ em nhúng đẹp lắm. May là cao thấy được cái đầu. Có muốn xài gì á thì nói tụi anh ha, để vượt thử thách. Em muốn xài bò ấy, nhưng mà ở đây là chị Trinh phải dùng bạn và bút lông vẽ một bức chân dung tặng anh Hoàng. Tặng em. Chị xin lỗi em nha. Trong các môn học là chị dốt nhất là môn họa đó. Xong phim luôn. Không, có khi đây là tranh trừu tượng. Thôi em muốn tượng gì em tượng ha. Đó, chị có thể nhìn em để lấy cảm hứng. Nhìn em là chị thấy vui rồi. Dạ, không biết là bức tranh như thế nào đây. Hy vọng nó đẹp đẹp. Như vậy là thử thách này cũng khá đơn giản, không cần phải tả thật đâu. Miễn vẽ ra cái mặt mà ghi chữ Hoàng nó bơi ở dưới là được. Tranh thủ thời gian này là hai bạn cũng đang chế biến sơ sơ, sương sương nhẹ nhẹ những món ăn. Ê, các bạn thấy đẹp không? Không, nói chung là cũng là một người bình thường. Chạy có mắt mũi đẹp rồi. Dạ, cũng có mấy cọng tóc. Ba chị tặng em ra. Cảm ơn chị. Em nhớ lấy cái hình này ra. Đây, một bức họa mà chị Ngọc Trinh, đàn chị đáng yêu chúng em đã tặng cho Hoàng Rapper. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, như vậy là bò đã thuộc về em.
Quang ơi, em cũng một cũng có thử thách. Em xài gì vậy? Em muốn xài em là em xài dĩa thập cẩm luôn. Tôm bò gan luôn. Ok. Thử thách của em là diễn tả được tiếng kêu và hành động của năm con vật bất kỳ để MC và người chơi có thể đoán đúng cái tên. Cảm ơn bạn Tài. Chị, năm tiếng kêu. Mèo mèo. Con mèo chắc chắn rồi. Một con. Con gà trống mà nó hơi mái xíu. Quau quau là con chó hay con gấu? Con chó đi. Dạ, con chó đi. Nè, chọc gái nè. Có con chuột á. À, chuột, à đúng chuột rồi, đúng rồi, chuột, chuột, chuột. Còn con nữa chị. Con nữa hả? Dạ. Wow. Con ma. À, hợp lý. Cũng là con. Dạ, làm em giật mình thiệt. Cũng là con. Xong nè, qua thử thách. Ok, em được xài món thập cẩm nè. Ghê thiệt, con ma mà chị cũng nghĩ ra. Anh Hoàng ơi, em muốn lấy bún để trộn bún ấy. Nhưng mà đây bao nhiêu yêu cầu là mình phải bịt mắt và chọn một trong ba loại gia vị để pha vào nước cốt chanh và uống hết. Cảm ơn bạn. Đây đó. Rồi. Ok. Một ly nước cốt chanh cùng với ba cái muỗng. Đầu tiên chị sẽ chọn một trong ba chiếc muỗng gia vị này. Chị tự chọn để mất công nói em ăn gian, tội nghiệp em. Muỗng 1 nè, 2 nè, 3 nè, ha. Đó rồi, chị chọn cái nào? Rồi, hai cái muỗng này. Muỗng này đi ha. Rồi. Rồi, bây giờ chị bỏ vào ly nước này. Khuấy lên, khuấy lên, khuấy đều lên. Rồi chị uống hết cái ực nha. Uống cái ực kia là bạn đó có bún để trộn liền. Trời ơi. Chị muốn nói lời cuối nào với khán giả không? Trời ơi. Trời ơi, thôi được rồi. Cái này là chanh. Chanh đúng rồi, chị mới chọn cái muỗng muối á chị. Thì đó, xui rồi. Rồi chị có thể thấy được ánh sáng rồi ạ. Rồi ok, bún được rồi em. Ở giữa chọn chị chọn đường là ok, chanh đường ha. Em cũng còn một món mà muốn lấy mà phải có một cái thử thách. Tạo hình ba bông hoa trang trí từ một quả cà rốt. À đây, ba bông hoa. Mà thử thách hôm nay nó bị khó, nó nghiệt nghiệt cho chị á nha. Thường thường á, người ta đó muốn á, làm cà rốt á, là người ta phải có cái dao bào. Đúng không đúng em? Rồi. Đúng không? Bây giờ mình khỏi cần gọt vỏ, chị miễn ra ba cái bông là được. Chị cắt cái khoanh đi. Rồi chị tỉa ra thành bông mai, bông bụp, bông huệ, bông vàng thọ. Bông gì cũng được. Khó ghê không? Đúng một cây dao thôi đó. Ví dụ như làm mấy cái này là mình có cái dụng cụ ở trong bếp á, thì mình làm 1 phút 30 giây xong. Bởi? Ủa chị làm bông hồng hả? Sao chị khoét cái lỗ giữa vậy? Không có phương tiện, dụng cụ làm gì hết trơn á. Thôi bây giờ em giúp đi. Đây để em làm cho em phụ cho. Coi như là được cái bông đồng tiền đi hen. Rồi. Đây là cái bông đồng tiền. Còn vậy em làm bông gì à? Chắc là bông mai quá à. Rồi thôi được rồi, điểm nước cái bông là được rồi. Đây. Đúng rồi. Rồi bông gì nữa ta? Rồi giờ cái bên này tròn tròn đi. Tròn tròn là sao chị? Tròn tròn trong trong vậy nè. Nó do mình sáng tạo thôi mà ai muốn nghĩ bông gì bông. À, sáng tạo phải không? Đúng không? Nghệ thuật là phải có sự sáng tạo. Đúng đúng, đúng phải không? Có sự tưởng tượng. Đúng rồi đó. Giống như bức tranh hồi nãy. Đúng rồi đó. Xong chưa? Còn đây. Nè, em tạo cái bông đi này. Xem đây. Đó. Đó, tròn tròn giữa. Cái bông này là em muốn nghĩ cái bông gì cũng được. Đó, mình đặt tên nó vậy đó. Giống đồng xu ha, đây đồng tiền, đây đồng xu. Bông tiền, bông đồng xu và dạ. Bông này là bông mai. Bông mai. Ừ. Rồi, được ba bông. Xong. Hết. Vậy em được lấy anh Hoàng. Em lấy đi em ơi. Dạ ok em. Còn thử thách gì không? Tụi anh chị là chấp hết. Hình như là hết rồi anh ơi. Hết rồi. À, vậy là xong. Chúc mừng chị Trinh đã hoàn thành được những thử thách để giúp cho người chơi có được những nguyên liệu cần thiết để nấu hai món ăn ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời chị ra khu vực bên ngoài để có thể nghỉ ngơi trong giây lát, chờ đợi xem lát nữa mình sẽ thưởng thức ra sao. Xin mời chị. Chúc hai bạn nấu ăn ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn anh. Xong rồi, hai thành hay phẩm quá.
Dạ, món bún bò của bạn Võ Huy và món hủ tiếu Nam Vang của bạn Phúc Tài. Bài trí rất là đẹp mắt, nhìn hấp dẫn nè. Mùi hương thơm cũng dịu dàng nhẹ nhàng. Nhưng mà không biết là ưng cái bụng hay không là chị phải nếm thử. Vậy trước tiên là bây giờ chị chọn cái món mà hủ tiếu đi ha. Dạ, gần bởi vì hai, hai món nước mà. Hủ tiếu là quan trọng, nước lèo lắm nha. Cho mặt tươi rói. Chịu. Rồi đó. Bây giờ không biết là sợi hủ tiếu sẽ như thế nào đây. Thịt tôm ra làm sao? Muốn ăn chung không? Dạ, lát nữa chị. Giờ chị là nhân vật chính, chị nếm thử đi ạ. Với món ăn này thì bạn Phúc Tài muốn dành lời chúc nào dành cho chị Ngọc Trinh nào? Chúc chị ăn đúng khẩu vị của chị. Đặc biệt là em không cay, với lại em không có bỏ nước mỡ nhiều. Không cay, không có nước béo luôn. Nhìn cái nước lèo nó trong veo luôn rồi chị. Bên cạnh đó là chỉ để trái ớt chơi trưng bày cho nó đẹp mắt thôi. Đúng chứ không dám. Dễ ăn lắm đó bạn. Dạ. Cảm ơn em nha. Bây giờ tới bây giờ mình phải trả khẩu vị chị lại về số 0. Để uống nước không. Dạ. Bởi vì bún bò cũng đậm đà lắm mà. Coi thử miếng nước lèo nè chị. Chà khó quá. Khó. Chuẩn không chị? Chuẩn không? Không cần chỉnh luôn. Ăn xong cảm thấy mình bị khó rồi đó. Dạ, chị thưởng thức đi à. Ngon không ta? Đó, với món này, bún bò, thì bạn Võ Huy muốn chúc chị Trinh điều gì? Em chúc chị Trinh là sau khi ăn bún bò của em thì sẽ nhớ đến người nấu. Đó là em. Hả? Wow. Gơm, thả thính nhẹ luôn ha, nhớ đến em. Sau khi ăn xong á, tự nhiên chị ước một điều là... Cứ đồ giải thưởng hả? Không phải, giá như mình chưa ăn. Ủa vậy luôn hả? Tại vì sao bây giờ ăn xong rồi giọng khó xử quá. Khó xử quá, không biết bây giờ phải chọn bên nào nè. Cũng khổ ha, nấu ăn không ngon thì không làm vui lòng người đẹp, tụi em cũng buồn cũng khổ. Mà nấu ăn ngon quá làm người đẹp khó xử, tụi em cũng lo lắng lắm. Thôi chị cứ chọn đi à. Rồi bây giờ đã đến lúc thì chị Ngọc Trinh cũng phải chọn cái món ăn mình thích rồi. Mặc dù rất là cảm ơn hai bạn, bởi vì hai bạn là tài nấu ăn, hai bạn thì thật là chinh phục được Ngọc Trinh. Nhưng mà nếu để chọn thì Ngọc Trinh sẽ chọn món bún bò quế. Bún bò ha. Chúc mừng Huy. Cảm ơn bạn. Vì sao là món bún bò lại có một cái điểm cộng nữa đến từ chị? Món ăn nó gắn liền với cái tuổi thơ của chị Trinh. Dạ. Và cho đến ngày hôm nay thì làm gì làm thì hình như là một tuần cũng ăn bún bò một hai ngày. Dạ. Em ơi, chị Trinh cũng rất là cảm ơn em nấu rất là ngon. Nhưng mà tại vì cái gì người ta hay quen ăn á, dạ, thì người ta hay chọn cái món đó. Cảm ơn chị Trinh. Và bây giờ Huy ơi, nhận thưởng nào. Và trên tay của Huy Rapper chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Dạ, xin mời chị Trinh sẽ trao tặng cho bạn Võ Huy ạ. Chúc mừng bạn. Dạ, Võ Huy ơi, em thấy sao nè với phần thưởng này? Dạ, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù là em không nấu chuyên nghiệp cho lắm, nhưng mà chị Trinh vẫn chọn em nên là em cảm thấy rất là vui. Cảm ơn chị ạ. Dạ, cảm ơn bạn. Còn với Phúc Tài, mặc dù không chiến thắng nhưng mà mình có được tình cảm đặc biệt của chị Trinh, mình thấy sao? Đối với em thì thắng thua không quan trọng. Quan trọng là em nấu hoặc là bạn Huy nấu, đem lại cái cảm giác quen thuộc ngày xưa của chị Trinh khi còn đi học, là em thấy hạnh phúc ạ. Dạ, cảm ơn bạn rất nhiều. Và cảm ơn chị đã đồng hành cùng với chúng em. Đặc biệt là đã chứng tỏ được những món ăn ngon không phải là chế biến nó hoàn hảo, mà là những cảm xúc đặc biệt mà chúng ta dành cho nhau. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn đã cho chị Trinh có một cái dịp để trở lại cái tuổi thơ của mình qua cái món bún bò của bạn. Và riêng bạn thì qua cái món mà hủ tiếu Nam Giang. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chị và chúc cho diễn viên Ngọc Trinh luôn mãi thanh xuân tươi trẻ như vậy, để cống hiến thật nhiều cho nghệ thuật và khán giả. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn bạn. Và xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.